nghe em họ Cao Hằng nói có bạn cô gửi đồ ăn cho mình, Lâm Vi Hạ lập tức quay về phòng đóng cửa lại. Tìm dãy số kia từ trong nhật ký cuộc gọi qua, không cần đợi lâu cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Lần này cảm ơn cậu nhé, đồ ăn ngoài hết bao nhiêu, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu. Ban Thịnh bỗng nhiên cắt ngang lời cô. Ăn cháo chưa? Lâm Vi Hạ cảm thấy khó hiểu vẫn tiếp lời, chưa. Ăn hết cháo đi, còn nữa rán miếng giữ ấm lên. Nhưng cậu gọi nhiều đồ ăn như vậy chắc tốn không ít tiền, tôi không thể nhận không như vậy được. Lâm Vi Hạ kiên quyết muốn phân rõ với cậu. Ban Thịnh đổi một tay nghe điện thoại nói, lưu số điện thoại của tôi vào. Lâm Vi Hạ giọng điệu do dự, nếu không, buổi chiều tôi lên mạng đọc và sửa bài văn lại giúp cậu nhé. Ban Thịnh đột nhiên gọi tên cô, giọng nói trầm thấp nhưng dễ nghe, Lâm Vi Hạ. Nghe tiếng gọi trái tim Vi Hạ không hiểu sao đập thình thịch. Cô từ trên lầu nhìn xuống dưới thì thấy Ban Thịnh đứng ở đó từ bao giờ. Cô vô thức nín thở, nghe thấy Ban Thịnh cười một tiếng, cậu nợ tôi một ngày, cậu chạy không thoát đâu. Buổi trưa ngày thứ hai, Lâm Vi Hạ và Liễu Tư Gia cùng nhau xuất hiện ở căn tin trường học. Liễu Tư Gia ăn bữa ăn giảm béo như thường ngày, Lâm Vi Hạ lo lắng nói, Tư Gia, ăn nhiều thịt một chút, đừng chỉ ăn rau. Cậu gầy hay không cũng rất đẹp rồi, không cần phải giảm cân nữa. Không sao, tớ luôn không có khẩu vị gì với thức ăn, ăn cái gì cũng đều như nhau, nếu như chuyển nước muối có thể duy trì sự sống thì tốt rồi. Ninh Triều bưng tô bún ốc đi ngang qua, nhìn thoáng qua đồ ăn của cô ấy giễu cợt, gà ăn cũng không thảm bằng cậu. Giọng nói của Liễu Tư Gia có chút khó chịu, cậu nói ai là gà? Ninh Triều nói, còn không phải vậy sao? Liễu Tư Gia lúc này nổi giận thật sự, hỏi ý của Ninh Triều là gì? Giây tiếp theo, lại bởi vì mùi bún ốc của Ninh Triều đang bưng có lực sát thương quá lớn, Liễu Tư Gia bịt mũi xoay qua một bên, cậu ăn gì mà thối thế? Đi đi, ốc xào chua cay đó. Thối chỗ nào, tôi đảm bảo cậu ăn một miếng sẽ thấy ngon. Hai người đang nói chuyện, có một giọng nói cắt ngang câu chuyện. Chỗ này có người ngồi không? Ban Thịnh nghiêng đầu hỏi Liễu Tư Gia. Giọng nói của Liễu Tư Gia kinh ngạc mừng rỡ, không có. Đang định nói Ban Thịnh cậu ngồi đối diện tớ đi, thì nhìn thấy Khâu Minh Hoa bưng khay thức ăn đặt mông ngồi xuống trước mặt. Liễu Tư Gia lặng lẽ trợn mắt trắng. Nhóm người tiếp tục ăn cơm. Từ lúc Ban Thịnh ngồi xuống, Lâm Vi Hạ cúi đầu ăn cơm cũng không nói chuyện. Liễu Tư Gia hỏi, Ban Thịnh, có thể hỏi cậu một vấn đề không? Tại sao mỗi ngày cậu đều uống một bình sữa vậy? Lâm Vi Hạ dừng lại lắng tai nghe. Giọng điệu của Ban Thịnh dứt khoát. Cái này à, tất nhiên là để cao hơn. Khâu Minh Hoa đang hút canh, nghe xong liền ho sặc sụa. Còn muốn cao, cậu đã 1m87 rồi, còn muốn cao bao nhiêu nữa? Còn muốn để những người thấp như chúng tôi sống không? Khâu Minh Hoa dựa vào người Ban Thịnh, tay đặt trên vai cậu, Ban ra vai của cậu thật rộng, dựa vào liền có cảm giác an toàn nha. Liễu Tư Gia cười, mắt cay quá, cứu với. Khâu Minh Hoa tiếp tục trêu đùa. Nhìn vai của Ban Thịnh kìa, cơ bắp này, dựa vào thật thoải mái quá. Lâm Vi Hạ gắp rau bỏ vào miệng, cô khó hiểu nhớ đến cảnh tượng vô tình ngã lên người cậu lúc ngồi trên xe Ban Thịnh, đến khu kiên giác, chán còn va vào dưới cằm cậu, bởi vì khoảng cách quá chặt, còn cảm nhận được sự rùng mình trong ngực cậu. Nhớ đến bờ vai Ban Thịnh lúc cùng cậu chơi bóng rổ ở câu lạc bộ. Liễu Tư Gia đột nhiên huých tay Lâm Vi Hạ. Lâm Vi Hạ ngẩng đầu, giọng điệu không ăn nhập gì, "Hả?" Liễu Tư Gia khiếp sợ, "Vi Hạ, sao cậu ăn ớt vậy?" Cả đám người đều đang nhìn cô, nhưng cô lại bắt gặp ánh mắt của Ban Thịnh, trong mắt hiện lên cậu nhớ đến cái gì rồi, không phải là bộ dạng lưu manh không đứng đắn mà tôi nghĩ đấy chứ.